quý vị, do ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày gần đây, hàng ngàn hecta ruộng lúa của người dân thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bị ngập úng, khiến lượng lúa giống mới gieo hư hại. Người dân tại đây đang khẩn trương xử lý đất và gieo lại đợt giống mới, nhưng vẫn thấp thỏm lo lắng vì thời tiết. Từ đầu tháng 12 đến nay, thì đây đã là lần thứ ba gia đình bà Hồng phải làm đất và gieo lúa giống lại. Do mưa lớn kéo dài, phần lớn diện tích ruộng lúa lại nằm ở vùng trũng thấp, nên người nông dân tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang bị thiệt hại nặng nề cho vụ đông xuân. Thời tiết còn mưa miết đi đây mà không biết trừ giữa xuống được boi đây mà có được hay không. Nếu mà không được thì chắc mấy cô cũng bỏ ruộng, chứ không thể không có lúa để cái vô nữa. Thay vì nghỉ ngơi và cùng nhau đón chào năm mới, thì hiện bà con nông dân ở huyện Hòa Vang đang tranh thủ từng chút thời gian để xử lý đất, khơi rãnh chống ngập và gieo lại lứa giống mới để kịp thời vụ. Đối với những thửa ruộng chỉ bị ảnh hưởng một phần, người dân cũng khẩn trương xử lý, cấy lại những khu vực bị hư hại. Cấy hơn của họ hai tuần đó mà không biết là, chứ chừng mình phải gieo thôi. Nếu thiệt hại công đồ đứa đó mình lồn khoan. Bây giờ là nếu mà mình không lồn thì không trễ thời vụ quá sức rồi. Mà nếu mà như là ví dụ như cánh đồng này mà họ gạt rồi á, thì máy gạt họ xuống thì tất nhiên họ phải gạt đồng loạt. Nhưng mà máy gạt là họ gạt từng đốm mà chạy tỉa là không chạy được rồi. Bởi vì qua đám đi, đám đi chính, đám đi không thì chạy qua là họ không cho chạy. Hư lúa họ cho nên là rất khó. Theo thống kê, đợt mưa lớn từ cuối tháng 12 tới nay đã làm ngập úng hư hại hơn 1.500 hecta lúa đông xuân vừa mới gieo xạ của thành phố Đà Nẵng. Chính quyền thành phố này cũng đã có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ 150 tấn giống lúa để hỗ trợ nông dân kịp xuống giống trước ngày 5 tháng 1, khôi phục sản xuất lúa vụ đông xuân.